Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học lại hai đoạn thứ 31 và 32. Đoạn 31, các vị thấy trên bảng là cần nhất hãy tương ưng lý bất nhị hòa đồng, đạt được lý bất nhị, không gì chẳng bao dung. Đoạn 32 là mười phương các bậc trí chỉ một con đường thiền, tông này vốn tự tại, khoảnh khắc là vạn niên. Chúng ta có hai đại ý của hai đoạn này như thế này. Đại ý một, đó là liễu hội lý bất nhị. Cái đại ý của đoạn thứ hai, đó là siêu việt thời và không, tức là thời gian và không gian. Và hai cái phần này nó liên hệ rất là chặt với nhau. Các vị mà thấu đạt được lý bất nhị thì các vị sẽ không còn vướng mắc vào những cái khái niệm của thời gian và không gian. Và cái lý bất nhị này, thưa các vị, cũng không phải dễ thông đạt thế đâu. Và thường thường đây là phần tinh túy nhất của giáo lý đạo Phật. Mà nếu chúng ta không có duyên lành, căn cơ trí tuệ không có lớn thì không có thông đạt được lý bất nhị. Đức Thế Tôn có vận dụng hai điều để giải bài cho chúng ta biết trước khi đi vô lý bất nhị. Điều thứ nhất, đó là Ngài thuyết về thế gian đế. Thông thường cái từ người ta gọi là nhị đế. Nhị đế, mình giải thích cái này trước, vô lý bất nhị sao. Một là thế tục đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. Hay có một cái từ khác người ta dùng, đó là cái này là chân lý đời thường, còn cái này là chân lý siêu việt thế gian. Cái quan điểm đời sống của chúng ta ở cái mặt cạn, tức là chân lý đời thường, đó là có phải, có quấy, có ghét, có thương, có thánh thiện và có phàm nhân. Và hai phía rất là rõ ràng, không thể lẫn lộn được. Là người tốt có nghĩa là không phải người xấu. Là người dễ thương có nghĩa là người đó không có cái đặc tính tiêu cực bên trong, gọi là người dễ thương. Rất là rõ ràng trong đời sống này, trắng đen, phải quấy, thiện ác, dở hay, nó phân biệt ra làm hai rất là rõ ràng, không thể lầm lẫn được. Và Đức Thế Tôn có nói một câu là nếu chúng ta chưa đi vào thế tục đế, tức là chưa có khả năng nhận diện về cái phải quấy dở hay, phân biệt rành rõ, thế thì không thể đi vào cái phần để nhắc nghĩa đế được, không thể siêu việt được bên trên. Và từ cái điều này nó cho ta hai ý niệm, là cái mức độ đầu, đó là mức độ dành cho tâm thức nhị nguyên, tức là tâm thức phân hai. Và từ cái tâm thức này đã sinh ra một cái điều rất là cực đoan của đời sống. Mình chỉ chấp nhận phần này và không chấp nhận phần kia. Mình chỉ chấp nhận cái mặt tiền mà không chấp nhận cái sau lưng của họ. Và đau khổ đời người, thưa các vị, nó phát sinh vào cái sự cố chấp thế tục đế này. Các vị nhìn một con người, các vị chỉ thích cái phần dễ thương của họ, và cái phần không dễ thương thì các vị không nhìn thấy và cũng không chấp nhận được. Ta chỉ muốn có bề mặt mà không có bề trái, muốn cái mé phải mà không có cái mé sau lưng của nó. Và cái sự khổ đau của đời sống nó xảy ra do vì chúng ta gắn chặt cái ý niệm mình vào thế tục đế. Trong khi đời sống nó không phải là chỉ có một phần như thế, nó luôn có hai phần để làm thành một đời sống. Không có cái đồng tiền nào mà không có được làm thành bằng mặt phải và mặt trái cả. Và không có con người nào không làm thành hai phần,
tiêu cực và tích cực trong tự thân cả. Và cũng không có một quốc gia nào hoàn thiện cả. Ví dụ như hành tinh này, người ta chia nó ra thì nó hai phần, một phần là đói nghèo, một phần là phát triển. Nếu mình chỉ chấp nhận cái phần phát triển, phần văn minh, thế thì quốc gia đó cũng không tồn tại được. Tại vì cái sự văn minh của một quốc gia này nó được nuôi dưỡng, được bảo trì, được tôn vinh bằng những quốc gia nghèo đói. Ví thử như mình sống trên đất nước này, mình không cần bất cứ những cái người lao động chân tay nào thì chắc chắn một điều mình cũng không tồn tại. Mình kêu gọi hành tinh này bảo vệ môi trường, thế nhưng mà thưa các vị, toàn bộ những cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta sử dụng, chúng ta luôn có những cái nhu cầu tiêu phí để phá hoại môi trường. Và nếu mình không sử dụng cái nguồn nguyên liệu của các quốc gia khó nghèo bán cho mình thì đời sống mình ở đây không thể tồn tại được. Miếng giấy ta xài, cái khăn ta lau mặt, đồ đũa ta ăn, miếng cơm ta thọ dụng, thưa các vị, đều từ những quốc gia nghèo đói nuôi dưỡng ta cả. Và hành tinh này chưa có một ngày hòa bình. Nơi này hòa bình thì nơi kia phải chiến tranh thôi. Đó là hai phần làm thành nên một đời sống. Cho nên ở mức độ cạn, mình cố chấp vào thế tục đế nặng nề. Nếu mình là người có quyền thì mình sẽ loại trừ những cái thành phần trong gia đình mà mình không có bằng lòng. Mình chỉ chấp nhận những cái gì nó giống với mình, nó dễ thương theo cái nhìn, cái quan niệm của đời sống mình thôi. Không chấp nhận cái mặt kia của đời sống con người. Trong chuyện cổ Đông Phương có câu chuyện rất là hay. Có con heo kia nó sinh ra 10 heo con, nó chỉ thương 9 con thôi, còn con thứ 10 không giống á. Tại vì đó là một con heo có một cái hình thể là có đốm đen, đốm trắng, người ta gọi là con heo bông. Thế nhưng mà sinh ra thì 9 con có đốm đen, đốm trắng như nó, còn một con này lại trắng tinh, không có đốm đen. Cái nó cắn con heo kia nhất định không cho bú. Và cuối cùng cái con heo con thì chết mất. Và thưa các vị, trong cái loài động vật cấp thấp đó, cái sự kỳ thị của nó cũng rất là nặng nề. Để lên cái loài động vật cao như đời sống con người chúng ta, cái sự kỳ thị của chúng ta khi nhìn thấy người không giống mình nó cũng nặng nề như vậy. Không giống hình thức mình cũng không ưa. Rồi bên trong của các vị là những người nào không giống, không giống tâm tình của các vị, khác tính cách của các vị cũng không chấp nhận. Đó là đời sống gia đình. Rồi thưa các vị, đi vô trong đạo, ví dụ như cùng là những người sinh hoạt tu tập với nhau, tâm thức của ta chưa mở rộng, người ta chỉ chấp nhận những người dễ dãi và những người có cái cá tính khác biệt ta cũng không chấp nhận. Rồi rộng hơn nữa, cái tôn giáo mình mà có quyền uy nhất, ảnh hưởng rất là rộng trên hành tinh này, mình cũng không chấp nhận bất cứ một loại tôn giáo nào khác với sinh hoạt của tôn giáo mình cả. Anh phải đứng dưới bóng cờ của tôi, mang danh nghĩa của tôn giáo tôi, chứ tôi không bằng lòng chấp nhận tất cả những tôn giáo có mặt trên hành tinh này không cùng thờ một vị giáo chủ như tôi. Đó là cái đặc tính ban đầu nằm ở cái bình diện thế tục đế thôi. Rất là nguy hiểm cho con người. Và nó gây nên, thưa các vị, rất là nhiều cái đại họa cho nhân loại. Và chúng ta biết là có 10 cuộc thánh chiến xảy ra. Và có một thời gian dài châu Âu chìm trong 1.000 năm đen tối, do cái đặc tính là chỉ có tôn giáo tôi là duy nhất thôi. Đó là điều thứ nhất, ở bệnh viện cạn nhất nó là như vậy. Và khi mình quán chiếu thâm sâu thì thưa các vị, không hề có cái gì có một phía mà tồn tại cả. Nó luôn được làm thành hai phía thôi, từ xã hội đến con người,
đến tâm thức của ta bên trong, cho đến cái sinh hoạt văn hóa của loài người, nó đều là cái sự tập hợp của hai phần phải và trái, đúng và sai, tích cực và tiêu cực, để nó hình thành mọi thứ trên nhân gian này. Một cái ví dụ cạn nhất là thế này: người ta gọi người kia là mẹ là do vì bà có con, cho nên gọi người đó là mẹ. Thế thì người mẹ sinh ra đứa con hay là đứa con sinh ra người mẹ? Họ làm thành cho nhau, thưa các vị. Nếu bà không sinh được đứa con, thế thì người đó người ta gọi là một cô gái. Thế thì nhờ có đứa con cho nên người đó được cái danh, danh chánh, ngôn thuận, đó là được người ta gọi là bà mẹ, là do vì đứa con có mặt, cho nên người ta gọi đó là bà mẹ. Rồi ở cái bệnh viện tôn giáo, thưa các vị, nếu không có quỷ sa tăng thì sẽ không có Chúa. Chúa đứng với ai? Nếu không có phàm phu thì không có niết bàn, không có chúng sinh thì không có Phật. Hai cái đó nó làm thành nhau thôi. Và đạt đến cái chiều kích này gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tức là đệ nhất nghĩa đế là nó triệt tiêu luôn hai phần phải và quấy, siêu việt lên trên, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Và cái từ khác, khi thấu đạt được điều này, người ta gọi nó là thấu đạt được lý bất nhị, không có hai, một còn chẳng có, nói gì đến chuyện có hai. Đó là ngôn ngữ nhà thiền gọi. Thế nhưng mà đạt tới trạng thái này thì thưa các vị, nó triệt tiêu luôn những cái ngôn ngữ bàn tán hí luận của chúng ta. Đức Thế Tôn gọi là những cái lý sự của chúng ta cãi với nhau này là một loại hí luận, cãi cho vui thôi. Anh nói phải, anh nói quấy, anh nói trắng, anh nói đen là cái chuyện vui chơi thôi. Chứ còn thực tế là bản chất cuộc đời này, nó không vì cái lý do anh gây gỗ với nhau mà nó thêm hay bớt gì cả. Đó là nói chuyện bên ngoài, nói chuyện bên trong tự thân anh nữa. Thưa các vị, là phiền não khổ đau nơi chính tự tâm của các vị, cũng không vì lý do các vị cãi với nhau về chuyện chân lý hay là không phải chân lý mà nó vơi được chút nào trong đây cả. Cho nên tất cả những cái điều mà chúng ta lý sự với nhau về chuyện đời, chuyện phải chuyện quấy, chuyện tốt chuyện xấu, chuyện dở chuyện hay, Đức Thế Tôn gom chung nó lại dùng một cái từ là nói đùa thôi, nói cho vui thôi. Chứ thực tế anh chưa thấy cái gì cho nó trọn vẹn cả, anh chỉ thấy một phần của sự việc thôi, không thể thấy cái gì mà nó suốt chiều dài của nó cả. Ngay nơi một đời sống bình thường của chúng ta, thưa các vị, mình chỉ nhìn cái mặt hiện tượng thôi, mình không thấy thâm sâu vào đời sống của người ta, anh chỉ thấy cái phần biểu hiện của nó mà thôi, tức là thấy cái bề mặt của người kia thôi, chứ không thấy suốt chiều sâu của người kia. Và thấy bề mặt của người ta ngay lúc này anh đánh giá, thế nhưng mà cái tâm thức nó là một dòng sông đang chảy, phút sau nó đã khác, phút sau nó đã khác, chưa có cái gì dừng lại cả. Cho nên chúng ta chỉ nhìn trên cái mặt hiện tượng mà đánh giá nó đúng hay sai, tốt hay xấu cũng sai luôn, cho nên gọi là hí luận là như vậy. Và có những cái từ rất là khó hiểu mà nếu các vị đi vô được thì các vị sẽ thấu được lý bất nhị này. Nó có hai phần để chúng ta giải thích, để các vị có thể thâm đạt lý bất nhị. Phần thứ nhất đó là từ văn hệ bát nhã. Phần thứ hai đó là văn học của trung luận. Các vị làm quen đó là đấy. Có một cái khái niệm về có với không. Bát nhã có bốn câu thôi, rất là quan trọng để mình làm quen. Thứ nhất là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không. Sắc tức thì không.
Tức là cái câu này Đức Thế Tôn nói là những cái thứ mà chúng ta sờ đụng nè, cân đong đo đếm được, nó không khác gì với cái không. Đó là ý thứ nhất. Từ cái từng này mình hiểu thì mình sẽ thấy là sắc chính là không, rồi không chính là sắc. Thế nào là sắc nó không khác với không? Trong khi rất rõ ràng là cái tấm bản này nó đâu phải là cái không gian ở ngoài đâu. Hai cái nó rất khác nhau. Một cái thì nó ngăn ngại, cân đong đo đếm được. Còn một cái thì giờ không đụng, cân không được, đo không được, đếm không được. Thế mà cái câu đầu tiên của văn học Bát Nhã xác nhận là sắc nó không khác gì với không cả. Không nó không khác gì với sắc cả. Mình làm sao hiểu được điều này? Thưa các vị, là khoa học họ dùng một cái loại ánh sáng họ rọi vô để cho chúng ta chứng nghiệm cái điều này rất là dễ. Tức là mọi hình thể vật lý mà chúng ta thấy đây, nó là một loại năng lượng được cô đậm đặt lại, cho nên nó biểu hiện cái hình thể cho ta thấy. Đó là ý thứ nhất về tầng vật lý mà nhìn. Và người ta xác định một câu là không có một loại vật chất nào tiêu mất cả. Chẳng qua người ta tán mình nó ra, những cái vật chất này thì nó trở thành năng lượng, và người ta cô đặt năng lượng lại thì nó hình thành một loại vật chất. Thế thôi. Đó là cái tầng thứ nhất. Tầng thứ hai là thế này. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là hình thức có đây, nó đều làm thành bằng những cái không phải nó. Mình gọi đây là cái tấm bản, ví dụ như thế. Tự thân nó không có gì gọi là tấm bản cả, mà nó do người ta bỏ công vào mua một cái tấm formica và đóng lỗ lại và hình thành một cái vật dụng để viết lên, cho nên gọi nó là tấm bản. Nó có mặt do nhiều yếu tố nhân duyên hợp lại mà thành, người ta gọi nó là một tấm bản, chứ tự thân nó ban đầu không có. Cho nên nó có mặt từ nhiều yếu tố, và những yếu tố đó không phải là bản, kết lại thành một tấm bản, cho nên gọi là tấm bản. Đó là cái sự có mặt rất là tạm thời để tiện dụng, cho nên người ta đặt tên nó là tấm bản. Cũng cây cũng gỗ như thế, nếu người ta đóng nó vuông lại thì người ta không gọi nó là tấm bản, mà người ta gọi nó là cái tủ. Cho nên bản chất của nó thấy chừng như có, nhưng mà nó vốn là không. Để tiện dụng cho nên nó hình thành cái này, hình thành cái nọ, hình thành cái kia thôi. Rồi người ta thích thì người ta để nó ở đây, mai kia người ta không thích thì người ta phá nó ra, thì nó trở về cái không của nó thôi. Cho nên cái sự hiện hữu của nó giả vờ tạm thời, do nhiều yếu tố hợp lại, và do tâm thức của chúng ta đặt tên đó, và cùng có một cái quan điểm chung đặt cho nó cái tên là tấm bản. Thế nhưng mà nếu cái vật này đem vô một cái vùng châu Phi xa xôi, người ta chưa biết tới phấn trắng bản đen hay là chuyện học tập là gì, thế thì ở vùng đó người ta không biết cái này tên là cái gì cả, và họ cũng không dùng nó để viết bản đâu. Họ lật nó xuống và làm một cái bàn hồn, có thể như thế. Thế thì tự thân đó, nó có đây là do nhiều yếu tố làm thành là một, nó không thực có là hai, nó chỉ là một cái sự tiện dụng của một nhóm người, thế thôi. Cho nên nó không khác gì với cái không là như vậy. Và tự bản chất nó cũng không có thật về cái bản nữa. Tại sao? Nó không hề cố thủ cái đặc tính của nó để cho con người sử dụng. Người ta có thể không thích, người ta cưa làm hai, người ta đóng nó thành một cái gì đó chẳng hạn. Đó là nói chuyện Phật dụng bên ngoài. Còn ngay nơi cái hình thể của các vị, thưa đại chúng, là trong cái điều kiện như hiện tại, khoa học chưa phải tiến cao lắm, cho nên chúng ta mượn một ít cái đặc tính di truyền của bố và mẹ, ta có mặt một hình hài như thế này. Thế nhưng mà 100 năm sau,
khoa học nó tiến xa hơn. Thế thì chưa chắc một hình hài như thế này nó được giữ nguyên như cái, như cái thai bào bố mẹ nó tặng cho ta. Khoa học tiến xa hơn, nó có thể có một cái loại thuốc gì đó nó chích vào người anh từ một cái hình thể con trai, nó có thể chuyển biến những cái hormone, nó trở thành một người con gái, có thể như thế. Thế cho nên tự thân của hình hài này nó không phải là trai cũng không phải là gái gì cả. Ngay ban đầu cái sự kết hợp của nó tình cờ thế nào đó, cho nên nó kết hợp những cái cặp di truyền lại để có một hình con trai. Nếu nó lệch đi một tí thì nó hình thành người con gái. Đó là quá khứ. Thì ngay hiện tại, thưa các vị, người ta cũng có thể biến đổi giới tính được. Nhưng mà trong tương lai 100 năm nữa hay là 200 năm nữa, khoa học nó tiến xa hơn, thì thưa các vị, nó không cần dùng phẫu thuật gì cả. Chích vô trong người anh một mớ cái hormone nào đó, thì từ nam anh biến thành nữ. Cho nên bản chất của nữ và nam nó cũng không là cái gì thực nữa. Huống là cái có và không nó càng không thực. Thế thì sắc không khác gì không, không không khác gì sắc. Hay là nữ không phải là nữ mà nam không phải là nam. Tại vì trong tự thân của tất cả con người chúng ta, bản chất của nó không tính. Ví dụ thế này dễ hiểu hơn. Ví dụ nước, bản chất của nó là thể lỏng hay thể hơi. Bản chất của nó là lạnh hay là nóng. Bản chất của nước không nói cái gì trúng được hết. Nếu nói là thể lỏng thế thì nắng nóng nó không bốc hơi được. Nếu nói là thể hơi thì thưa các vị, gặp lạnh nó không rớt xuống thành mưa. Còn nếu nói nó bản chất là mềm thế thì cũng sai nữa, tại vì nó sẽ rắn lại khi lạnh với phong độ. Có phải vậy không? Nghĩa là bản chất của nước nó không cố định, bản chất của nó là không. Nếu bản chất nó là thực hữu á, thì nó nói là tôi như thế này là như thế này, không đổi thay gì được cả. Và từ cái lý này người ta hiểu thêm một cái điều rất là dễ hiểu nữa là thế này. Là nó không một thứ mà nó không khác nhau. Tức là bất nhất và bất dị, nó hình thành ra một cái đặc tính của trung luận, đó là không phải một mà không phải khác, bất nhất, bất dị. Không phải một mà không phải khác. Ví dụ thế này rất là dễ hiểu. Người ta đem một cái hình lúc tôi 10 tuổi ra, người ta hỏi tôi có phải là người này không? Tôi trả lời thế nào? Không, tôi bây giờ 60 tuổi, đâu có thể là một em bé 10 tuổi như thế. À, không đúng rồi. Thế nhưng mà nói tôi hoàn toàn khác với cái em bé 10 tuổi ra, nói đúng không? Cũng không luôn. Tại sao? Tại vì em bé 10 tuổi đó nó theo cái dòng thời gian nó lớn dần, cho tới 50 năm sau nó thành ông già 60. Và các vị cũng như vậy. Không thể chỉ các vị nói đây là con người hồi 10 tuổi được. Tại vì thời gian đi ngang qua, các vị đã trưởng thành cho tới năm 60 tuổi. Thế thì ta không phải là một người đối với em bé 10 tuổi. Thế nhưng mà nói khác thì cũng không đúng, ta cũng không có khác. Đó là nó không phải một và không phải khác. Rồi cái điều thứ hai nữa, từ cái không phải một, không phải khác, nó đi đến cái điều kế tiếp là không chết mà cũng không sống luôn. Bất sinh và bất diệt luôn. Thế nào là bất sinh và bất diệt? Cái sự có mặt của chúng ta, nếu từ một người kia mà sinh ra ta thì không đúng. Ai nói là mẹ tôi sinh ra tôi, nói như thế không có đúng. Tại sao? Không hề có
cái gì mà một cái này sinh ra một cái kia cả. Không hề có cái đồng hồ này mà nó sinh ra một cái đồng hồ, cái bàn này nó sinh ra một cái bàn. Nếu nói sinh ra từ cái một người này sinh ra một người này, thì một cái bình thủy này nó sinh ra một cái bình thủy thì đúng, còn nó không phải như thế. Cho nên không hề có cái gì sinh ra, có nghĩa là không phải đơn thuần một cái mà sinh ra được. Còn nếu nói do hai người bố và mẹ gặp nhau để sinh ra tôi, nói như thế thì nó không có đúng nữa. Tại sao? Chưa có cái gì hai cái hợp lại mà sinh ra một cái. Và cái sinh ra nó vốn không có. Tất nhiên những vấn đề này nó đi vào chiều sâu, nó hơi lý luận, các vị sẽ khó tiếp nhận, chúng ta giải thích ngắn gọn thôi. Cái sinh ra nó vốn không có thì cái mất đi nó không có nữa. Và trong cái việc này người ta phân ra làm ba phần. Một là chia ra làm ba kỳ. Một là nhất kỳ sinh diệt. Một, nhất kỳ. Thứ hai là sát na sinh diệt. Thứ ba là cứu cánh sinh diệt. Thưa các vị, là một cái chu kỳ có mặt của một đời người 50 năm, 70 năm. Các vị trả hình hài của các vị về cõi vô thường, người ta bỏ vô lò, ta thiêu mất tiêu, không còn cái gì lại. Gọi đó là nhất kỳ sinh diệt. Cái sinh diệt của một thời kỳ, một cái giai đoạn biểu hiện rõ ràng ta thấy được. Thế nhưng mà thực tế là nó có từng sát na sinh diệt, chứ không phải là một chu kỳ như thế này. Có điều từng sát na nó ngắn quá cho nên ta không có thể nhận ra được đó thôi. Tại vì các vị mà không lớn lên, ví dụ như cái hạt bắp mà nó không có thành cây bắp thì nó không thể có được cái sự sống kéo dài. Nó muốn có được cây bắp là cái hạt bắp nó phải chết đi để có được cây bắp. Rồi cây bắp nó phải chết đi nó mới có trái bắp. Có phải vậy không? Ta chết đi cái tuổi ấu thơ, ta mới trở thành một người thanh niên. Rồi ta chết đi cái tuổi thanh niên để trở thành người trung niên. Rồi ta chết đi cái tuổi trung niên để trở thành người già. Thế thì cái sự sống nó là một chu kỳ, nó liên tục, nó luôn chết từng chặng từng chặng. Nếu tâm thức của mình nó không đủ nhạy thì mình thấy là 3 năm mình mới già một chút. 3 năm soi gương thấy tóc bạc sơ sơ, 3 năm sau tóc bạc nhiều hơn, rồi 10 năm mới thấy mặt nhăn. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không có cái chặng đường là 3 năm nó mới tóc bạc đâu. Nó bạc từng ngày một. Mà nếu mình kéo lại để nhận diện rõ hơn thì nó không phải bạc từng ngày mà nó bạc từng giờ một. Rồi nếu mình kéo rộng ra nữa, tức là mình dùng cái lăng kính hiển vi mình rọi vào thì cái tóc các vị bạc nó bạc từng sát na, tức là từng phút một, và nó bạc từng giây một. Và trong cái ngôn ngữ của di thức học họ gọi là tức sinh tức diệt, vừa sinh là vừa diệt. Nó chớp rất là nhanh, chớp vậy là mất, chớp là mất. Nói cái gì trong tâm thức các vị? Nói cái ý niệm của các vị đây. Cái sự suy nghĩ của các vị nó là liền sinh liền diệt, vừa khởi là mất, vừa khởi là mất. Ví dụ thế này, ví dụ tôi truyền đạt những cái ý nghĩ của tôi, cái suy tư của tôi, hay là cái ý tưởng của tôi để các vị tiếp nhận được, nó đòi hỏi là tôi phải nói một tràng dài chữ nghĩa. Có phải vậy không? Và cái câu chữ nó dài 15 từ, nó bắt buộc một điều là cái tiếng này đi ra rồi mất, tiếng sau kế tiếp, tiếng sau kế tiếp, nó tạo thành một tràng dài, nó có một câu nói. Thế thì để có được một câu nói, nó phải đòi hỏi cái sự sinh diệt của từng chữ trong câu nói mới có thể làm thành một câu nói có ý nghĩa cho các vị nghe. Rồi từng câu chữ nó đi ngang qua để nó làm thành một cái ý tưởng rất là dài,
đủ để truyền đạt cái điều mình muốn nói đến các vị. Thế thì ngay cái chuyện nói năng nó đã là vừa sinh liền diệt, vừa có mặt liền biến mất. Thì trong tâm thức của các vị cũng thế, ý tưởng của các vị nó vừa sinh thì nó chợt tắt, vừa sinh chợt tắt, nó nối một tràng dài để thành cái sự suy nghĩ của các vị. Từ cái nguồn gốc của đời sống chúng ta là sự suy nghĩ rất là quan trọng ấy vậy, nhưng mà nó đã là một loại vừa sinh là vừa mất, nó sinh diệt liên tục, nó chưa bao giờ dừng. Và cái gì sinh diệt liên tục không bao giờ dừng có nghĩa là gì? Nó không thật, rất là giả dối, nó rất là lừa gạt. Thế mà mình chấp là những cái suy nghĩ này là mình, là từ cái suy nghĩ đó mình gắn chặt vào cái phần quan trọng đó là thân này là tôi, vui buồn này là tôi, suy nghĩ này là tôi. Trong khi bản chất sâu xa nhất để làm thành đời sống của anh là sự suy nghĩ này, tự thân nó vốn là không, tự thân nó vốn là giả dối, không thật, sinh diệt từng sát na một, tức là từng cái tích tắc một. Người ta chẻ một giây đồng hồ ra một nghìn phần nhỏ, thì một phần nhỏ nào nó cũng là cái giả dối không thật cả, chứ đừng nói giờ đồng hồ không thật. Mình phân thời gian ra, nó nhỏ như thế, nó ngắn như thế, nó ngắn hơn một cái chớp mắt này vô cùng, thì bản chất của nó đã là không thật. Thế thì cả một chiều dài của thời gian không thật. Mình chia tâm thức của mình ra nó ngắn như vậy để nhận diện từng chút một, nó là sự kết hợp nối dài để hình thành một cái sự suy nghĩ. Thế thì cái phần đó nó vốn là cái bồng bềnh không thật có. Ấy vậy mà chúng ta chấp vào cái suy nghĩ này là ta, rồi vui buồn này là ta, thân này là ta, hành tinh này là của ta, đất nước này của ta, thưa các vị. Do vậy, hai hệ thống, một hệ thống bát nhã, hai hệ thống của trung luận đều có một cái công năng, đó là phá vỡ hết những cái cố chấp của các vị về thân của các vị, về suy nghĩ của các vị, về vui buồn của các vị, về mọi cái thứ chấp trước đó, để trả các vị về cái bản nguyên vốn là rỗng lặng tịch nhiên niết bàn của chính các vị. Thế nhưng mà chưa cần đạt cái niết bàn, ở mức độ cạn thôi. Các vị thấu đạt được tự thân của các suy nghĩ của các vị nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không thực, thì các vị đã đi ngang qua được bao nhiêu cái khổ của đời sống rồi. Có khi hình hài này, hình hài vật lý này, nó đói cơm thiếu áo chưa phải là cái khổ đâu. Cái khổ là cái nằm bên sâu trong tâm thức của các vị, cái mà các vị cố chấp cho nên các vị khổ. Chấp chặt vào cái này là tôi, của tôi, người thương của tôi, vân vân, mọi cái phát sinh khổ não là từ cái tâm thức của các vị gắn vào. Ví dụ như mình giác ngộ từng cạn thế này thôi là vượt thoát cái khổ rồi. Mình giác ngộ là mình đến hành tinh này không có đem theo cái gì cả, mình mượn một chút tinh cha huyết mẹ để có mặt giữa cuộc đời, mượn thức ăn của đất trời nuôi dưỡng hình hài này, mượn một chút văn hóa của người Việt, của người Mỹ để làm thành một con người có mặt trên hành tinh này. Lớn lên 20 tuổi, mượn người A người B để làm người hôn phối. Rồi mượn cái gì nữa? Mượn cái sự có mặt của những đứa con có mặt trong trần đời. Tất cả đều là vai mượn cho vui trong nhân gian thôi. Chứ các vị đến đây chưa hề đem theo một cái gì cả. Các vị có mặt, các vị chưa hề đem theo mẹ theo cha gì có mặt trên cuộc đời. Các vị mượn bố mẹ mình để có mặt giữa nhân gian thôi. Thế nhưng mà khi có mặt giữa trần đời rồi, cái tay gắn liền đời sống mình vào những người chung quanh, người trước ta, rồi tay gắn liền đời sống mình vào những người sau ta, tức là thế hệ con mình, cháu mình, gắn liền đời sống mình với những người ngang thế hệ với ta, đó là chồng ta, vợ ta, người thân của ta. Và khi gắn liền như thế thì cái gì phát sinh?
cạn, đó là mình chấp trước người này là của tôi, người thương của tôi. Họ quay lưng lại với mình khổ. Họ bỏ mình khổ. Họ ra đi mất khỏi nhân gian này mình khổ. Và cái khổ này, thưa các vị, nhìn sâu nó là không thật, do các vị tự gắn vào thôi. Chưa hề có một cuộc đời nào gắn với các vị mà hứa với nhau rằng không bỏ các vị đi cả. Chưa hề. Con ta nó đến với ta, chưa chắc gì nó hứa với ta là nó đợi cho ta chết rồi nó mới ra đi. Có khi nó chết trước mình. Thế mà đời sống mình luôn khổ vì những cái chuyện không đâu. Mình luôn gắn mình với những cái không phải là mình. Đó là cái chuyện bên ngoài, là cái chuyện bên trong tự thân các vị. Các vị đó mượn của đất trời để nuôi dưỡng hình hài này cho tới ngần này. Nhưng mà cái điều tự nhiên đó là cái gì mình mượn là mình phải trả thôi à. Không có cái sự việc gì trên nhân gian này mượn mà không trả cả. Mượn thức ăn, mượn nước uống. Mình ăn tới ngần này tuổi rồi, đất trời đòi từ từ lại. Lần đầu tiên là đòi mình rụng bớt cái răng đi để bớt ăn một tí. Rồi rụng dần dần cho hết hai hàm răng. Rồi mắt các vị sử dụng trong nhân gian 70-80 năm rồi, đòi một lúc là mắt các vị mờ đi, tai kém đi, lụm cụm đi không nổi. Rồi cái đòi cuối cùng đó là hình hài này mượn của đất nước lửa gió có mặt giữa nhân gian, tới lúc đất nước lửa gió đòi lại ta phải trả thôi. Thế thì từ cái mượn bên trong hình thể vật lý cho tới cái mượn chung quanh bên ngoài, thưa các vị, đều là không phải ta. Thế nhưng mà mình gắn liền đời sống mình vào những cái phù du đó, cho nên mình rất là khổ. Do vậy những cái văn học, từ văn học Bát Nhã cho tới văn học Trung Luận, Đức Thế Tôn và Ngài Long Thọ, Ngài triển khai con đường để cho chúng ta nhận ra được cái này không phải là ta. Vui buồn không phải là ta, suy nghĩ không phải là ta. Lặn ngang qua những cái tầng đó để các vị vượt thoát khổ thôi, chứ chẳng có chi lạ cả. Và mình hiểu được điều này rồi thì mình hiểu được những câu này: lý bất nhị hòa đồng, đạt được lý bất nhị không gì chẳng bao dung. Mình thấu đạt được mọi cái thứ làm nên bản ngã của anh, nó đều là giả tạm, vai mượn, phù du, chợt có chợt không, thế thôi. Diệt được cái sự chấp trước của chúng ta để thấu đạt được bản thể anh vốn là không. Đó là chúng ta đi vào cái bài thứ nhất. Bây giờ mình đi tới cái đoạn thứ 32. Hy vọng là mình giải thích xong cái đoạn 32. Đoạn 32 là mười phương các bậc trí chỉ một con đường thiền. Tông này vốn tự tại, khoảnh khắc là vạn niên. Có hai phần thôi. Phần thứ nhất đó là tông này dành cho người trí. Thưa các vị, là cái con đường tu đầu tiên mình đến với đạo là bằng niềm tin. Thế nhưng mà đến với đạo tu tập, dần dần các vị phát triển trí tuệ chứ không phải niềm tin nữa. Trí tuệ vươn đến một cái tầng cao nào thì người ta có được sự an lạc và giải thoát đến tầng cao ấy, chứ không phải là các vị luyện mình vào đời sống của tu tập rồi các vị chỉ thuần một niềm tin. Một cái ví dụ đời thường thế này. Ví dụ như đời sống mình chỉ thường biết một điều, đó là hưởng thụ vật chất thôi, thì người đó gắn liền với đời sống của những cái thứ phù du vật chất đời thường. Ngoài ra họ không thể thưởng lãm gì thêm cả. Tâm thức họ nó ở cái tầng thấp vậy thôi. Thế nhưng mà mình may mắn được nuôi dưỡng, mình có được cái trình độ thưởng lãm nghệ thuật, âm nhạc, thi ca, hội họa. Thế thì ngoài cái đời sống người ta thụ hưởng về cái ăn cái mặc của vật chất đời thường, người ta còn có một cái niềm vui cao hơn, đó là có thể coi phim nè, nghe nhạc nè, làm thơ nè, viết văn nè, và thưởng thức những cái thể loại nghệ thuật. Thế thì đời sống người ta giàu hơn gấp nhiều lần so với đời sống chỉ biết thuần một việc là cái ăn cái mặc. Có phải vậy không?
Và nếu đời sống nó chỉ ngang bằng với đời sống vật lý, thế thì đời sống của chúng ta nó ngang bằng với loài động vật thôi. Sẽ chỉ được gọi là loài người do vì ngoài cái khả năng ăn, ngủ, đời sống bình thường, người ta còn có một cái phần rất cao hơn của đời sống tâm thức, đời sống tình cảm. Và cao hơn đời sống tình cảm đó là đời sống tâm linh, thưa các vị. Vươn tới đời sống tâm linh không có nghĩa là anh chỉ thuần tình cảm không, mà đẩy đến đời sống trí tuệ, từ đời sống trí tuệ đẩy lên đến tầng cao của đời sống tâm linh. Thế thì mình đi vào chùa mình tu, mình chỉ thuần ở cái mức độ của đời sống tình cảm thì mình chưa phát triển được cái gì cả, chỉ ngang bằng cái cảm thọ thôi. Tìm một chút cảm thọ vui, một chút cảm thọ hỷ lạc, một chút cảm thọ êm ấm, thế thì đời sống mình ngang chừng đó thôi. Thế cho nên thưa các vị, tông này dành theo vị trí nghĩa là các vị phải nâng cái trình độ tri thức của các vị lên, trình độ hiểu biết của các vị lên, tuệ giác của các vị lên, chứ không phải là bằng lòng với đời sống tình cảm là được. Và tình nào nó cũng là một loại, cũng là một loại ràng buộc, nhận chìm cả. Tình cảm nhân gian, ái luyến nó nhận chìm, đi vô đạo cũng thế thưa các vị. Nếu mình chưa vươn được lên đời sống của trí tuệ thì không thể thâm đạt vào đời sống tâm linh. Cho nên tông này dành cho người trí. Mình đừng tưởng mình đừng tưởng đây là cái câu chuyện đùa, thưa không. Có hai phần trí tuệ các vị phải thành đạt để có thể tu tập được. Cái trí tuệ đầu đó là các vị mượn thánh giáo của Đức Như Lai, mượn lời dạy của Đức Phật, làm giàu có đời sống trí tuệ mình. Trí tuệ thứ hai đó là khi cái con đường học Phật đã đủ, tuệ giác mình được nâng đến tầng cao rồi, thì mình làm bật sáng được trí tuệ từ bên trong. Đó là hai phần ta phải tự nỗ lực vươn lên thôi. Chân lý nó không hề hạ sát xuống bằng với bàn tay với của các vị. Các vị phải vươn lên, chứ không phải là chân lý nó hạ thấp xuống bằng cái đời sống tình cảm của các vị. Có khi ở thế gian người ta khổ lụy vô cùng về cái chuyện thương yêu ái luyến, rồi mình xả bỏ đời sống nhân thế, mình vô chùa rồi mình cũng giữ y rịch cái chuyện thương yêu ái luyến với nhau. Thưa các vị, mình chưa nâng đời sống mình lên đâu. Chọn con đường tu đó là chọn con đường của trí tuệ, hãy nhớ như vậy. Và ngày xưa môn đồ Đức Thế Tôn thì làm một việc thôi, độc cư thiền tịnh thôi, giải thoát thôi. Đó là cái điều thứ nhất các vị hiểu cho. Cái tông này chỉ dành cho người trí, và ta phải nâng đời sống tâm thức ta lên từng ngày, không có bằng lòng với cái khả năng học hiểu biết ngang chừng này mà đủ. Kinh điển giáo lý Đức Thế Tôn thưa các vị mênh mông như rừng, mình học 5-3 quyển kinh, đọc vài ba trang sách chưa thấm gì đâu. Mình chưa làm được cái việc giải thoát hiện tiền thì phát nguyện trước thập phương Nam Bảo là con học hết tam tạng thánh điển của Phật thôi. Có khi người tu của mình chưa đọc hết văn học A Hàm, không biết mình làm cái chi, luyện đời sống mình vào chùa, lây quay hết ngày, lây quay hết cuộc đời, rồi lây quay trả hình hài về với đất, tranh nhau một chút chuyện lặt vặt, chuyện ăn, chuyện người mặc, chuyện ở, chuyện được thầy thương, chuyện được huynh đệ kính trọng. Thưa các vị, nó rất là nó rất là thấp thỏi. Hãy khéo nuôi dưỡng đời sống mình, bằng không thì mình lây quay hết cuộc đời bây giờ. Cho nên ý thứ nhất thưa các vị là không ai tặng cho ai cái phần thưởng trí tuệ được cả. Ta có tiền mua được một kho sách, thế nhưng mà không mua được trí tuệ của các vị. Ta mua được cái giường ngủ nhưng mà không mua được giấc ngủ. Ta mua được máu mà không mua được sức khỏe. Cái đó các vị phải tự làm cho đời sống các vị thôi. Ta có thể chạy theo đuôi hàng vạn vị đạo sư, thế nhưng mà trí tuệ là cái các vị phải tự làm cho các vị, chứ không có thầy nào cho các vị được cả. Hãy nhớ điều này. Đó là ý thứ nhất của tông dành cho người trí. Bản chất của đạo Phật là trí tuệ. Mình đến với đạo Phật, mình nuôi dưỡng trí tuệ. Đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, cái sâu xa hơn của tông này đó là thế này. Nãy giờ mình đang nói phần cạn, phần bên đó là phần sâu. Phần cạn đó là cái trí tuệ của các vị học tập mượn thánh giáo của Phật để làm giàu cho đời sống các vị. Phần sâu đó là tự bên trong của các vị có một cái năng lực trí tuệ rất là màu nhiệm, đó là có cái ánh sáng của Niết Bàn từ bên trong thân tâm của các vị đây. Mình mượn cái bên ngoài để làm giàu có đời sống bên trong của mình. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là làm bật sáng được trí tuệ tự nội, bật sáng được cái trí tuệ bên trong của các vị. Ví dụ như tôi đọc trăm kinh ngàn sách, tôi thông thạo rất là nhiều học thuyết, cổ kim mọi thứ tôi đều lão thông cả. Và cái trí nhớ tôi rất là tuyệt vời, tôi có thể vận dụng nó để trình bày cho các vị nghe tất cả những cái thông tin mà tôi đã nhập vào bên trong bộ nhớ của tôi. Cái đó được gọi là trí tuệ chưa? Thưa, vẫn chưa. Cái khả năng của những chiếc máy bây giờ nó cũng hay như thế. Thế thì cái phần đó được gọi là cái phần cạn của trí tuệ thôi. Gọi là ta có khả năng ta nhập nhiều dữ liệu vào bên trong ta, rồi ta khéo sắp xếp nó để truyền đạt lại, để chia sẻ lại và trình bày một cách có mạch lạc. Thực ra thì người ta chỉ cần có một chút kiên nhẫn và có một chút trí nhớ thông minh làm được điều này ngay. Làm một thầy dạy đạo không có khó khăn gì cả, thưa các vị. Dạy hay nữa, chuyện này nó không phải khó đâu. Do vì người ta có một cái chút định tĩnh tâm thức là một, ký ức người ta giỏi là hai, khéo sắp xếp được những vấn đề để trình bày là ba, thì người ta làm được ông thầy giỏi dạy đạo ngay. Thế thì cái phần này nó không phải là cái phần mà đúng nghĩa với cái tông của người trí đâu. Tông của người trí nơi đây ngài Tăng Sáng muốn nói là thế này: tự bên trong bản chất của anh có cái năng lực nhận biết, đó gọi là tông của người trí. Ngay nơi người phàm, ngay nơi bậc thánh, ngay nơi người ít học, ngay nơi người học nhiều, thậm chí trong tất cả loài cỏ cây thú cầm, nó đều có cái tánh biết của nó, gọi nó là cái trí tuệ tự hữu. Và ngay bây giờ các vị làm phát sáng được trí tuệ của các vị chỉ một con đường duy nhất, đó là khi giận, khi buồn, khi ghét, khi thương vừa xảy đến nơi tâm thức các vị, các vị là người nhận diện được nó thì gọi là có trí tuệ chiều sâu. Buồn đến, ta là người thấy nó chứ ta không phải là buồn, gọi là người thành đạt được trí tuệ. Và cái điều này nơi ai cũng có cả, từ khi mình quên, từ khi mình đồng nhất mình vào. Còn bằng không thì tất cả những cái cảm thọ của các vị, cái ý niệm sinh khởi trong các vị, những cái khái niệm, bất cứ những cái thứ gì nó vừa có mặt trong tâm thức các vị, thì các vị là cái người nhận biết đó. Đó là cái bị các vị thấy, thì gọi là ta thành đạt trí tuệ ở phần thâm sâu. Và cái này, thưa đại chúng, là ai cũng có nó cả. Cho nên nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt. Và năng lực của nó đủ màu nhiệm để cứu cuộc đời các vị vượt thoát ngang vui buồn sầu khổ bất an. Năng lực của nó giúp cho các vị chấm dứt được con đường lang thang luân hồi. Và mình chưa thành đạt điều này thì mình tu quanh quanh trong cõi giới luân hồi thôi, không thành đạt được cái gì cả. Và mình chưa tin điều này thì thưa đại chúng là các vị không thể vượt thoát được sầu khổ bất an ngay hiện đời. Các vị bị nổi chìm trong buồn giận ghét thương thôi. Và thưa, cái phần này nó rất là quan trọng. Và mình thể nghiệm được điều này là mình nắm được cái con đường để tiến đạo.
Và mình không mở sáng được cái gút mắt này thì mình không thể thành đạt được cái con đường thực tập. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ. Rất là dễ để cho chúng ta chứng nghiệm và rất dễ để chúng ta có niềm tin. Thông thường cái gì mà các vị thấy đó thì cái đó là cái đối tượng bị thấy, còn các vị là cái thấy. Tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị tôi nhìn. Tôi là người nhìn, tôi là con mắt nhìn. Có phải vậy không? Rồi quay vào bên trong tự thân. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó vừa sinh khởi, nếu tôi quên thì tôi đồng nhất tôi vào nó, để buồn, để giận, để ghét, để thương, để lo âu và sầu tủi. Thế nhưng mà tôi chợt nhớ thì tôi thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương nó đang nổi trôi bồng bềnh trong tâm thức của tôi. Lúc bây giờ nó là cái bị thấy, tôi là cái người thấy đó. Cái chuyện này nó rất là dễ hiểu và rất là dễ thực tập. Thế thì buồn và giận, khổ sở và bất an là cái bên ngoài các vị, bị các vị nhận diện chứ nó không phải là các vị. Thế thì nói tôi buồn đúng không? Thưa không đúng. Nói tôi giận đúng không? Cũng không đúng luôn. Tại vì giận là một cảm thọ, nó sinh ra trong tâm thức tôi. Tôi là người nhận biết nó đang có mặt đây, chứ không hề, nó không hề làm gì khó khăn cho tôi cả. Và ngay lúc ấy là các vị loại trừ được buồn, giận, ghét, thương. Và tự trong bản chất của từng người chúng ta đều có năng lực này. Cho nên gọi là cái tông này chỉ dành cho người trí. Người có niềm tin được với điều này, thể nhận được, thì người đó đắc được pháp phần của Như Lai, chứng nghiệm được ánh sáng Niết Bàn đang có trong tâm của các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tông này vốn tự tại, khoảnh khắc là vạn niên. Tức là trong cái trạng thái nhận biết đó, nó phi thời gian và nó không có không gian. Ví dụ như các vị suy nghĩ thì nó có thời gian. Tại vì cái sự suy nghĩ là cái tiếng nói thầm thì. Tôi nói một câu nói, nó đòi hỏi một giây, hai giây, ba giây nó mới tròn một câu nói. Tôi suy nghĩ một vấn đề gì nó cũng đòi hỏi là 5 giây, 3 giây nó mới thành tựu một ý tưởng trong tâm thức tôi. Thế thì nó có cái thời gian nhất định của nó. Điều thứ hai, khi cái dòng suy nghĩ của các vị nó hiện khởi thì các vị thấy được nó. Có phải không? Mình nhắm mắt mình thấy cái ý nghĩ mình nó đang vận hành đây. Thế thì nó có cái không gian nhất thiết, nó chiếm một phần nào đó trong vùng tâm thức của ta. Cho nên gọi những cái suy nghĩ của ta, cái buồn vui của ta, nó có mặt trong không gian tâm thức ta, nó có mặt trong thời gian tâm thức ta có thể đo được. Thế nhưng mà cái nhận biết buồn giận của các vị, nhận biết ý thức thầm thì của các vị, nó vốn là không có tiếng nói thầm thì gì, nó chỉ là cái nhận biết nhìn bừng sáng thôi. Cho nên nó không có thời gian và không có không gian trong đây. Quên thì ta chìm trong buồn giận, chìm trong sự suy nghĩ miệt mài. Chợt nhớ thì ta nhận biết á, thì ngay cái khoảnh khắc nhận biết, thời gian bị triệt tiêu, không gian bị triệt tiêu, các vị chỉ còn một điều đó là an trú ngay cái nhận biết mà thôi. Cho nên gọi là khoảnh khắc vạn niên. Nếu có ý tưởng thầm thì mới có thời gian chen vô. Còn nếu cái nhận biết đơn thuần nhìn thấy nó thì thưa các vị, không có thời gian và không gian gì chen vô trong đó cả. Chưa cần đạt tới cái trình độ nhận biết thâm sâu của tuệ giác bát nhã gì cả. Các vị ngồi với bạn của các vị, một người bạn nào mà các vị cảm thấy rất là yêu mến, rất là hạnh phúc khi ngồi với họ. Có khi ngồi chơi không cần nói gì cả, một tiếng đồng hồ đi qua như chớp mắt. Rồi các vị ngồi với một người các vị cực kỳ ghét, muốn cho họ về họ không chịu về, họ ngồi hoài. Thời gian nó dài hơn bình thường rất là nhiều. Niềm vui nó đến với ta thời gian một ngày nó như chớp mắt. Cái buồn nó đến với ta thì một giờ nó là bằng một ngày, thưa các vị.
ngồi với người mình thương, một ngày đi qua không nghĩa lý gì cả, nhưng ngồi với kẻ thù thì một giờ đồng hồ nó bằng một năm. Thế đó, thời gian nó mang cái đặc tính tâm lý vô cùng là như vậy. Và an trú trong thiền diệt được thì thưa các vị, một phút là 10.000 năm, vạn niên là 10.000 năm. Cho nên chúng ta nghe các vị thiền sư nhập thiền ngồi 15 ngày, mở mắt ra tưởng chừng như mới vừa xếp chân kiết già, chuyển rất bình thường như vậy, không có gì khó hiểu cả. Thời gian được dệt thành bằng tâm thức của ta. Dĩ nhiên thời gian vật lý thì nó có đó, trái đất quay một vòng 24 giờ thì nó có đó. Nhưng mà cái điều chúng ta muốn bàn đó là thời gian tâm lý thôi. Thời gian được đo bằng tâm thức của các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ cái phần này. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta thử làm một việc cuối cùng trước khi khép lại hai đoạn này, đó là cái con đường thực tập của chúng ta. Trong truyền thống thiền nó có hai phần, một phần là lý giải, phần thứ hai đó là thực tập. Trên cái lý thì mình hiểu nó như thế, thế nhưng mà mình chưa thể một lần luyện bỏ đời sống mình vào cái chuyện tu tập hết lòng. Mình đâu muốn giận, thế nhưng mà cái giận nó đùng đùng nó kéo tới. Mình đâu muốn buồn, thế nhưng mà tự nhiên cái buồn ở đâu nó xâm lấn tâm thức mình. Tới chừng mình phát giác thì cái buồn nó tràn ngập lòng mình hết, không có cách gì loại trừ cả. Thế cho nên đời sống của chúng ta, thưa các vị, ta phải đi những bước rất là chậm. Tức là từ cái nền tảng rất là căn bản mình thực tập đi dần vô. Cái phần này là cái phần có thăm dò vào bằng cái con đường của tuệ giác. Mình hiểu được, mình có niềm tin rồi thì trên cái bước đường thực tập từng bước chậm của mình á, mình đi sẽ rất là vững chắc. Một cái ví dụ thế này nó rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như mình chưa lý giải được á, thì cái con đường đi mình nó rất là mù mờ. Mình không biết là làm như thế này rồi cuối đoạn đường là cái gì. Còn mình lý giải được, giống như là có một ánh chớp sáng bừng lên, mình thấy cái mục đích của mình phía trước. Thế cho nên mình rất yên lòng bước từng bước chậm chậm đi, không có gì lo lắng, không có gì chán nản cả. Mình biết là đã thấy rồi, đã thấy mục đích phía trước là như vậy rồi. Thế cho nên cái phần lý giải nó là một cái ánh sáng Đức Thế Tôn trao cho chúng ta, để ta lý giải được cái con đường thành đạt nó là như vậy. Cái tầng cao trí tuệ mình hiểu như vậy. Thế nhưng mà cái con đường thực tập nó rất là cần. Và thiền tông gọi cái câu là ngộ lý khởi tu, hay là kiến tấm rồi khởi tu. Và không loại trừ ai cả. Và nếu các vị không đi vào cái con đường thực tập từng bước chậm thì các vị không thành đạt được. Ngay hiện đời là các vị không thể nào sống hòa bình, an bình nơi thân tâm của các vị được. Tâm ta luôn bất an. Và cái sự bất an của chính tự thân các vị, sự sao động, băn khoăn, lo âu, nó sẽ tác động đến bao người chung quanh tự nhiên thôi. Lòng mình như thế nào thì mình vung vãi nó ra bao người như thế ấy thôi. Và lòng ta như thế nào thì ta làm cho môi trường đời sống của chúng ta nó an ổn, thế thôi. Cho nên cái con đường thực tập Đức Thế Tôn trao cho chúng ta. Và thưa các vị, con đường này không hề có một truyền thống thiền nào mà loại trừ nó mà thành đạt được. Đó là con đường của tứ niệm xứ thôi. Niệm thân đi vô cái phần thực tiễn này. Thưa đại chúng, là có khi chúng ta tu chúng ta quên cái phần này. Và đa phần cái truyền thống Bắc Tông, truyền thống Phật giáo Đại Thừa, hay nói một cách chung chung đó là đa phần Phật giáo ở vùng Đông Nam Á, của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân, ảnh hưởng văn học Hán Tạng, họ coi thường cái bước thực tập này. Họ lý giải Phật Pháp ở tầng cao thôi. Thì
hiểu tánh không, hiểu bát nhã, quan nghiêm niết bàn, lý thiền lý đạo, mà họ quên một điều căn bản, đó là nếu anh không thực tập niệm thân thì anh không thể thành đạt được cái con đường tu. Trước khi nói đến niệm thân, thưa các vị, là cái phần rất quan trọng, đó là đời sống bao quanh của các vị trước đó đã. Này chỗ ăn chỗ ở, này áo này dài, đời sống của các vị chung quanh nó biểu hiện ra từ cái niệm thân đây. Mình mỗi năm có một ngày quý thầy đi thăm phòng, thưa các vị nên đi thăm mỗi ngày thì hay nhất, để thấy cái đời sống của các vị nó không tương tác, là biểu hiện đời sống ít tu nhất chứ không có gì lạ cả. Đọc một trang kinh vung vãi ra đó. Và thưa các vị, đệ tử Đức Thế Tôn được dạy rất là kỹ về từng việc nhỏ nhặt chứ không phải việc lớn nào. Anh ngủ thức dậy, cái mền cái gối của anh đàng hoàng, đó là chuyện đương nhiên. Anh bước xuống giường, đôi dép anh ngay ngắn là chuyện đương nhiên. Mặc cái áo đoan trang là chuyện đương nhiên. Bước bước đi đoan trang là chuyện đương nhiên. Không có nghĩa là mỗi ngày ta chỉ thiền hành một tiếng đồng hồ, thưa không phải đâu các vị. Không phải là mỗi ngày tỏ thiền 45 phút, thưa không phải đâu các vị. Ngủ đoan trang, thức đoan trang, đi đoan trang. Thậm chí các vị đi vô rác rơm một mình trong đó, nhưng các vị cũng phải tu trong đó, chứ không có nghĩa là các vị tránh tình trạng tu đâu. Ngày xưa có một lần có ngoại đạo đến, ông nói là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, chắc Đức Thế Tôn không có dạy gì cái phương pháp đi rác rơm đâu. Và trong khi đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài quán chiếu, Ngài biết là cái ông Bà La Môn kia, ổng chỉ có thể phát tâm lành đi tu khi nhìn thấy chư tăng đi rất rung thôi. Thế là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chuẩn bị cái công tác đi rất rung rất ư là đoan trang và nghi lễ. Ngài xách nước đàng hoàng, Ngài để xà phòng đàng hoàng, Ngài mang áo đàng hoàng. Và cái ông Bà La Môn kia, ổng chiêm ngưỡng Ngài Xá Lợi Phất đi rất rung rồi ra, ổng phủ phục lại liền: con xin quy y với Sa Môn Gotama. Con không ngờ là trong những cái sinh hoạt như thế này mà đệ tử Gotama rất là tuyệt vời, hành một cái nghi lễ mà Bà La Môn không thể bị được. Thế thì thưa các vị, cái niệm thân đầu tiên các vị đừng nghĩ là tự nơi thân của các vị không, quanh đời sống của các vị. Và mình chưa làm được điều này, thưa các vị, đừng hòng đạt vào cái chuyện tu tập cho giỏi mất công. Đi không biết mình đi, ngồi không biết mình ngồi, ăn không biết mình ăn, ngủ không biết mình ngủ, đó là cái chuyện bên trong của đời sống niệm thân rồi. Chưa nói đến, hãy nói đời sống bên ngoài thôi. Đời sống của chư tăng ngày xưa, Đức Thế Tôn có một pháp chế là ba y một bát. Để làm gì? Để đời sống thoáng đãng, ngăn nắp, tươm tất, sạch đẹp. Thưa ở đây đa phần quý thầy lớn tôi không có chăm sóc, nhưng mà đệ tử tôi trong chùa, tối nó ngủ tôi mở cửa tôi nhìn, nó đắp cái mền ra sao, thức dậy nó đi ra ngoài nó làm, mà tôi vô tôi nhìn cái giường của nó coi nó làm ăn ra sao. Và thưa, đời sống của một người tu mà mình niệm thân cái kỹ rồi thì thưa đại chúng, là liễn các vị vào bất cứ nơi đâu các vị sống đều thể hiện cái đẹp đẽ uy nghi, và người ta vô cùng kính trọng. Bằng không thì mình chỉ sống được chỗ này thôi, không sống được chỗ khác. Mình chỉ tu được ở đây thôi, thầy mình thôi, chứ còn mình đến thầy khác người ta đuổi mất. Các vị hãy ý thức điều này cho kỹ. Có một lần đó, tôi đi về Sài Gòn, tôi cũng có một cái thói quen là ăn mặc rất ư là giản dị. Về ghé thăm một sư bà, sư bà nói: thưa thầy, thầy ăn mặc có vẻ khổ hạnh như thế không có được đâu thầy. Tôi nói: thưa sư bà, tôi là thầy núi mà, ở xứ thượng mà. Nói: không đâu thầy, đành rằng cái sự tiết kiệm của thầy, thầy ăn mặc cái áo nó bạc màu, đối với thầy thì tốt, nhưng mà với người Phật tử người ta nhìn thì người ta nghĩ là thầy làm tiền rồi đó. Ăn mặc lang thang lướt thước,
để cho người ta phát tâm ra cúng dường thầy ư? Không được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, làm một ông thầy hay làm một sư cô không có nghĩa là đời sống của mình chỉ riêng cho mình thôi. Cái phong cách, cái quy nghi, cái phạm hạnh, cái ăn cái mặc của các vị là cái biểu tượng đạo đức đoan trang cho những người Phật tử tín đồ người ta quy kính, người ta nương theo. Thế cho nên các vị ăn mặc lượm thà lượm thượng, áo nó nhăn nhúm giống như từ đóng giải rách lượm ra, không có được. Rất là đoan trang, cho phép chúng ta mặc áo vá. Thế nhưng mà cái lỗ áo vá nó phải đẹp. Cho phép chúng ta mặc áo cũ, nhưng không có nghĩa là cái áo nó nhầu nát. Phải thẳng thớm ủi đàng hoàng. Chưa nói gì về chuyện niệm thân đâu thưa đại chúng. Các vị niệm phòng của các vị thôi, cái phòng của các vị, cái giường ngủ của các vị là đã biểu hiện được đời sống tu của các vị rồi. Chúng ta đừng nghĩ đời sống người tu mình là mình vung vãi, mình không ngăn nắp, thưa không. Tất cả những cái thứ gì không cần thiết yêu cầu bỏ hết. Những cái thứ gì mà nó nhu cầu cần thiết đời sống ta thì thưa các vị mình giữ lại. Một cái phòng các vị ở một mình thì còn tha được. Các vị ở hai người trong một phòng, mồ hôi của mình nè, áo sống của mình mất vệ sinh nè, sự ăn ở của mình chướng ngại người khác nè, ta không chấp nhận được. Ở một mình thì anh còn có quyền vung vãi, nhưng mà với một người khác thưa cái sự tự trọng của chúng ta phải có thôi. Chưa là thánh, hãy làm một người tu rất ư là đoan trang, phẩm chất. Người ta nhìn anh đi, người ta nhìn anh đứng, người ta nhìn cách ăn cách mặc của anh, người ta nhìn cách nói năng của anh, người ta đánh giá anh là người có tu hay không. Đừng có nói cái chuyện tôi đi thiền hành tôi mới tu, hay là tôi ngồi thiền tôi mới tu, thưa không. Đời tu chúng ta diễn ra từng phút giây một trong đời sống này, chứ không phải là chỉ có cái ngồi thiền không. Và mình không làm được điều này thì thưa các vị, không thiết lập được cái nền tảng căn bản để tu đâu. Mình giả vờ, mình đóng vai một giờ một phút để cho thiên hạ chiêm ngưỡng mình cho vui thôi, chứ còn thực tế thì mình chỉ làm ăn một ngày có vài tiếng đồng hồ không có nghĩa lý gì cả. Đời tu mình không phải là chỉ tu vài tiếng đồng hồ đâu. Vừa mở mắt anh phải tu, cho tới lúc anh ngủ, vào trong giấc ngủ anh cũng phải làm thế nào nhiếp niệm cho được. Và đời tu nó làm thành một vòng tròn vậy thưa các vị. Từ lúc mở mắt cho tới lúc ngủ, từ lúc ngủ cho tới lúc thức thì mới gọi là người công phu thiền tập. Đó là chúng ta đi ở mức độ cạn niệm thân bên ngoài thôi. Rồi ngay cái niệm thân từ bên trong của các vị, tất nhiên hơi thở nó là một phương tiện tối ưu để các vị nhiếp niệm vào hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Chuyện đó chúng ta sẽ bàn trong một dịp khác. Nhưng mà cái tổng quát về niệm thân là thế này: các vị luôn là cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị. Khi đưa tay, khi giở chân, khi nghiêng đầu, khi nheo mắt, tất cả những cái động dụng của thân các vị đều phải dùng cái ánh sáng nhận biết soi sáng đó. Không được, không được trống một phút giây nào cả, gọi đó là niệm thân. Có một thiền sinh tới tham vấn một già lam kia, đó là đạo tràng của ngài Lâm Tế ngày xưa. Hỏi nhé, thưa thầy, chúng ở đây thầy có dạy họ tụng kinh không? Không. Ngài có dạy họ học kinh không? Không. Ngài có dạy họ tọa thiền không? Lâm Tế nói cũng không. Và cái vị quan lớn kia hỏi chứ, ngay trong thiền đường này, nơi nổi tiếng nhất là một đạo tràng, các nơi đều quy hướng, thế nhưng mà thầy không dạy tụng kinh, không dạy học kinh, không dạy tọa thiền, rồi thầy dạy họ làm cái chi mà gọi là tu thiền đấy? Ngài Lâm Tế nói, ta chỉ dạy họ một điều là hãy sống bình thường, đi tới đi lui, ăn và ngủ, sinh hoạt rất bình thường trong mọi thời khắc, chứ ta không hề dạy gì đạo lý cả. Thưa các vị,
Cái chuyện thực tập nó phải nhập vào trong xương tủy của các vị, vào từng tế bào của các vị, trong đời sống của các vị. Đó là mình thiết lập cái nền tảng căn bản để từ đó mình đi vô cái con đường thánh đạo. Mình chưa làm được điều này thì chưa thể bước vô cửa thánh được đâu, chưa thể thành đạt được cái gì giác ngộ nơi tự thân các vị được đâu. Là thưa đại chúng, là mình cứ đợi tới một năm mình mới sửa soạn chỗ ăn chỗ ở của mình một lần. Thế thì mình đợi một năm mình mới tu một lần ư? Cho nên thưa đại chúng là các vị hãy nhận diện lại mình cho kỹ về đời sống tu của mình. Chưa nói đến niệm nội thân, niệm ngoại thân thôi. Chúng ta hãy sống thế nào để cho có không gian. Bên trong tâm thức của các vị mà không có không gian thì bên ngoài sẽ không có không gian. Tâm thức mình nó ngổn ngang, nó chật chội, nó mất trật tự, nó đầy những cái tạp chất, cho nên mình mới để vung vãi bên ngoài những cái thứ tạp chất nó lượm thượm như thế. Bên trong các vị, lòng các vị thoáng đãng, mênh mông, có không gian thì đời sống các vị nơi nào cũng có không gian cả. Đó là điều cạn nhất về cái sinh hoạt niệm thân. Và thưa đại chúng là mình thấy 9 giờ thôi, dừng ở đây. Hẹn lần sau chúng ta đi vào cái phần con đường thực tập này, chúng ta sẽ bàn vào hơi thở là một, cách hành xử các vị trong đời sống hàng ngày là hai. Mình đem những cái điều rất thực tiễn trong cuộc sống và làm chia sẻ cùng các vị. Bằng không thì chúng ta cứ nói lý trên trời không và quên những cái chuyện thực tập căn bản. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.